Xin chào mọi người. Hôm nay mình làm video để hướng dẫn các bạn tạo ra một cái app Lovins để kiếm tiền trên mobile app. Các bạn search app Lovins thì các bạn kích vào một cái trang web appfulin.com này. Rồi, đây là một cái nền tảng mà quảng cáo tương tự giống như Google AdMob thôi. Thì mình tích hợp vào SDK của app Lovin này vào trong một cái app của mình thì mình sẽ kiếm tiền từ cái user download về. Mình kích vào sign up để đăng ký một tài khoản mới. Đợi một xíu ha. Sau khi nó hiện ra cái form sign up, form đăng ký thì các bạn điền vào cái tên của mình, full name luôn, email và company thì trong cái ô này các bạn điền cái company thì các bạn điền vào cái tên studio hoặc tên tài khoản dev của bạn á, các bạn điền vào ở đây ha. Thường điền vào tên studio của mình nằm ở trên tài khoản dev của mình ha, để cho dễ nhận biết. Ok, còn cái phần website thì mình điền vào cái các bạn có website thì điền vào ha, nếu không có thì liên hệ với mình để mình bày cho các bạn có một cái website để các bạn điền vào đây. Website của nó thường domain.com, và trong cái phần country quốc gia thì mình chọn Việt Nam ha. Dưới này thì mình sẽ xác gốc bắt buộc cho cái tài khoản của mình. Cái phần này thì các bạn có thể chọn là fan giới thiệu, các bạn giới thiệu và kích vào đồng ý tất cả các điều khoản ha. Rồi sau đó mình chọn create account. Sau khi chọn create account thì app Lovin xác minh hai bước bằng một cái số điện thoại của mình, thì các bạn nhập vào Việt Nam và số điện thoại ở đây. Đấy, rồi sau đó các bạn nhấn next và chờ nhận cái code của app Lovin gửi về trong SMS của điện thoại của mình. Sau đó mình verify. Sau khi verify xong rồi thì vào trong cái phần dashboard. Trong cái phần dashboard này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần tạo ra một cái unit trước, đó là cái đơn vị quảng cáo cho một cái ứng dụng ha. Các bạn chọn Getstar Equismart ở đây, trong phần app long. Rồi, trong cái phần này thì mình sẽ chọn là Add Your App, là chọn nền tảng Android. Thì dưới này có cái phần là Enter Your Application Name, Backkick Name. Thì trong phần này thì mình hay điền cái đăng ký cái Backkick App Name của mình trước. Trong phần này thì nó gồm có hai cái option để mình chọn, là Enter Play Store hoặc là Manually Backkick Name. Thì thường thường mình chọn Manually Backkick Name, mặc dù là cái app của mình nó vẫn live lên trên store rồi đó, thì mình vẫn chọn là manually. Rồi sau đó là chọn packet name xong và mình chọn continue. Mình chọn cái đơn vị quảng cáo là initial, quảng cáo về full màn hình. Rồi next thì trong cái phần setup network nó hiện ra. Trong phần này thì app Lovin cũng có rất là nhiều đơn vị partner kèm theo, giống như Meta là fan Facebook đấy, iMobile, Xmode, rất là nhiều cái màn partner kèm theo. Bởi vì mục đích của mình chính ở đây là App Lovin Meditation Wish mà, cho nên mình chọn cái đó. Dưới này là mình cái phần này là phần tích hợp vào. Ví dụ như mở cái Unity S thì mình bật cái status này lên thì mình add vào cái ID để mà meditation, để mà tạo ra quảng cáo xanh dàn xếp ha. Đấy, tương tự giống như AdMob cũng vậy nè ha. Mình bật lên nè thì mình dán ID app và ID unit vào ha. Rồi ok, trong cái phần enable cái này thì bỏ qua, còn add your app cái này cũng bỏ qua, không cần chọn gì cả. Sau đó ở phía dưới này thì cứ chọn continue ha, cứ còn chọn continue. Set your risky content thì cái này mình không cần chọn gì cả, cứ continue ha. Continue luôn. Ok, continue luôn. Rồi sau đó là do you are ready thì ok. Thì đây là một cái unit app đầu tiên.
Thì đây là mình tạo ra một cái app mới nữa, tạo ra một cái unit mới nữa, và mình trong phần name này mình đặt tên cho nó, ví dụ như cái này mình làm banner, và chọn nền tảng là platform là Android. Rồi sau đó mình sẽ điền cái package name của app mình vào đây, mình chọn banner. Đấy. Rồi sau đó chọn banner này. Đó. Rồi sau đó mình chọn phía dưới này, mình chọn nét thôi. Đó. Kéo xuống dưới ha. Ok. Đó. Trong phần này mình xây lại ha. Up hết. Trong phần này up hết. Và bây giờ mình sẽ chọn xây lại ha. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo xong hai cái unit S cho app Lobin. Thì các bạn copy cái ID add until này vào trong cái suột code của mình.